Hello, hello. Xin chào các bạn. đã đến với Thuần Cáp vào ngày hôm nay. Hôm nay là đầu tuần tại Hoa Kỳ ngày thứ hai và Việt Nam đây các bạn đã bước qua ngày thứ ba rồi. Và hôm nay đó thì thật sự tin tức nó cũng không có phải là nhiều lắm nhưng mà có một vài đoạn video clip phỏng vấn đó Thuần cảm thấy nó rất là quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Và thật ra đó vài cái video clip này nó đã có cách đây khoảng một tuần rồi nhưng mà hôm nay tôi muốn tổng hợp với những cái video clip mới ngày hôm nay để cho các bạn nhìn thấy được là toàn diện tình hình bây giờ nó như thế nào các bạn. Nhưng mà trước hết á, thì chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào tình hình chung của thị trường Và hôm nay đó Thùng sẽ tâm sự nhiều hơn bình thường một chút các bạn Cũng vì lý do là hôm nay đó chúng ta không có nhiều tin tức Nhưng mà về tình hình chung đó, thì các bạn cũng đã thấy được là chỉ số Dow Jones ngày hôm nay Thì ngồi là một chút các bạn ở mức là giảm 0.6% Chỉ số S&P 500 đó thì giảm 0.2% Và Nasdaq hôm nay thì vẫn tăng 0.1% Pre-market thì bây giờ đó, hợp đồng tương lai thì vẫn đang đỏ các bạn Khoảng chừng là 0.2% hiện bây giờ Nhưng mà nó cũng không có phải là quá quan trọng đâu tại vì chúng ta cũng đã biết là chỉ số S&P 500 đã tăng liên tục 5 tháng rồi các bạn và những chỉ số chứng khoán gần đây đó thì liên tục đạt đỉnh mới tại Hoa Kỳ. Cho nên bây giờ ngủ một chút đó cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Chúng ta nhìn thấy được vàng đó thì vẫn đang rất là tốt các bạn, vẫn tiếp tục giữ ở cái mức cao nhất trong lịch sử các bạn. Bây giờ đang ở mức là 2.269 đô cho một ounce vàng. Và chúng ta nhìn vào crypto đó thì ngày hôm nay chúng ta có một cái sự giảm xuống khoảng chừng là 2% cho Bitcoin các bạn ở mức là 69.400 đô. Nói chung đó thì giá Bitcoin cũng cơ đó các bạn, qua tháng mức là từ 69 tới 70 000 đô và các bạn cũng đừng quên là ngay cả Bitcoin cũng vừa đạt đỉnh cách đây chỉ có hai tuần rồi thôi các bạn ở cái lúc là ngày 14 tháng 3 mới đây cho nên những tài sản bây giờ đã đang ở mức rất là cao và điều này nó quan trọng tại vì sao tôi sẽ chia sẻ một lát nữa với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn chúng ta nhìn vào một trong những chỉ số mà có thể là nhiều người quan tâm hơn đó chính là chỉ số của dầu các bạn hiện bây giờ đó ở cái mức là 83 đô 97 cent rất rõ ràng cách đây khoảng chừng hơn một tuần đó giá dầu đã rời khỏi cái mức là 80 đô các bạn nhưng mà cho tới bây giờ vẫn chưa trở về cái mức đó có nghĩa là lần này nó dày dẳng hơn chúng ta cũng đã từng thấy giá dầu đó trong vòng khoảng một năm qua phần lớn các bạn đã nhớ một năm qua giá dầu là từ 70 đô tới 80 đô cái mức mà chúng ta gọi là ổn định đó. cái mức đó là cái mức mà chúng ta thấy là tiếp tục hỗ trợ là cái phần trăm lạm phát tiếp tục giảm xuống nhưng mà gần đây đó thì giá dầu tăng lên các bạn chúng ta cũng đã từng thấy những hiện tượng này nhưng mà nó ngắn hạn hơn giống như là những cái chiến tranh trung đông xảy ra đó thì chúng ta có thể nhìn thấy giá dầu tăng đột ngột lên tới 80 89 đô nhưng mà nhanh chóng trở xuống cái mức là dưới 80 đô. Lần này đó thì các bạn thấy được là giá dầu không phải tăng đột ngột mà nó từ từ tăng lên và vẫn tiếp tục giữ cái mức là hơn 80 đô cho đến bây giờ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các bạn tại vì nếu giá dầu tiếp tục tăng cao hơn nữa đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát và phần trăm lạm phát sẽ ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của fed cho nên đó là điều mà chúng ta quan tâm và các bạn nào mà theo dõi kênh ngay khi như bạn mới thì tôi nghĩ các bạn đã thấy được cái sự ảnh hưởng của lãi suất của fed như thế nào đối với dòng tiền cho tất cả tài sản không phải là chúng ta chỉ nói riêng chứng khoán mà trong đó có cả vàng có cả crypto nữa các bạn và một phần yếu tố lớn chính là liên quan tới giá dầu tại vì giá dầu ảnh hưởng đến không chỉ là chúng ta đổ xăng mà các bạn có nghĩ đến là giá dầu sử dụng trong sản xuất giá dầu sử dụng trong vận chuyển hàng hóa khi mà giá dầu tăng cao đó thì dẫn đến những hàng hóa cũng sẽ tăng cao tại vì cái phí vận chuyển nó tăng lên hay là chúng ta nói tới cái phí sản xuất nó tăng lên chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hợp đồng dầu và chúng ta cũng vừa kết thúc tháng thứ bảy xanh liên tục các bạn cuối cùng chúng ta thấy được là cái tháng 3 mới đây đó đã tăng tổng cộng là 16.81% chúng ta thấy được là giá Bitcoin đã tăng từ tháng 9 năm ngoái cho đến tháng 3 của năm nay rồi. Và chúng ta cũng nên nhớ là hôm qua thường đã chia sẻ là chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ S&P 500 nó cũng đã tăng liên tục 5 tháng. Không phải là chỉ riêng Bitcoin đâu các bạn, các tài sản đều tăng nhưng mà Bitcoin đương nhiên là tăng nhiều nhất. Tại vì chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin đó thường là một cái tài sản có cái sự dao động cao nhưng mà ngược lại đó lại có cái lợi nhuận cao các bạn. Chúng ta cũng thường hay nói đến là dao động cao là cái giá phải trả cho lợi ích nhiều các bạn cho nên các bạn không thể nào mà muốn có một loại tài sản mà có thể tăng mạnh mà không có muốn chấp nhận cái sự dao động ở bên chứng khoán cũng như vậy các bạn cứ nhìn thấy là những công ty khởi nghiệp bên chứng khoán đó những cái công ty như là Tesla chúng ta nói tiếng công ty công nghệ thì các bạn có thể nhìn vào giá lịch sử thì sẽ thấy được là trong lịch sử đó lúc mà những cái thời điểm giá tăng mạnh thì cái độ dao động nó cũng không kém bịch Bitcoin bây giờ đâu cho nên điều này là điều hiển nhiên mà thôi chúng ta đã bắt đầu tháng thứ tư nhưng mà hiện bây giờ đang âm là 2.6% tại vì hôm nay các bạn thấy giá Bitcoin đã có cái sự điều chỉnh xuống một chút nhưng mà chúng ta cũng đã vừa kết thúc một cái quý coi như cực kỳ tốt các bạn cái quý vừa rồi đã, đã tăng tổng cộng là 68.68% ,68%. sau khi chúng ta đã tăng quý 4 năm vừa rồi là tăng 56.9% thì nói chung giá Bitcoin đã tăng rất là nhiều như là thường đã chia sẻ trong video ngày hôm qua và ngay thời điểm này đó chúng ta nhìn thấy được là cái chỉ số mới nhất liên quan đến phần trăm có lợi dựa theo class đó là mức 95.52% giảm một chút so với ngày hôm qua là 98% các bạn hôm qua ở mức 71 đô 354 đó thì chúng ta đã thấy giá phần trăm này lên tới mức 98%, bây giờ giảm xuống còn 95.52%, vẫn còn rất là cao các bạn đang nằm trong vùng màu đỏ này. Chúng ta cũng đã nói về cái vấn đề này đã nhiều lần rồi cho nên tôi sẽ không có chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ dành thời gian để mà nói về một số những cái clip các bạn. Thì trước hết tôi muốn cho các bạn thấy một cái clip đã được chia sẻ cách đây 10 năm các bạn. Cách đây 10 năm trên đài truyền hình lúc đó giá Bitcoin là 479 đô. Bitcoin vừa trải qua cái sự kiện của sàn mạo gốc sụp đổ các bạn. Nhưng mà nào mà không Đành thì lúc đó chúng ta chỉ có một sàn lớn duy nhất mà thôi đó chính là sàn Maogos tại Nhật Bản và sàn đó đã bị hát các bạn con số cực kỳ lớn dẫn đến sàn đó đã bị phá sản và rất nhiều người cho đến bây giờ vẫn chưa có thể lấy được tiền các bạn chúng ta cũng thường hay nói tới những cái phết liên quan tới Maogos hầu như năm nào cũng có năm nào cũng nói là sắp sửa trả lời tiền nhưng mà tới bây giờ thì vẫn chưa các bạn và đây cũng là một trong lý do tại sao mà nhiều bạn nói là có những người họ đã mua bịch kho từ rất lâu trước đây rồi thì tại sao bây giờ họ vẫn không phải là những người có nhiều tiền đơn giản thôi tại vì trong vòng bao nhiêu năm qua các bạn xảy ra rất là nhiều chuyện giống như chúng ta thấy được là nhiều người có rất là nhiều bitcoin trên sàn mau Mogox một cái một thôi thì là mất hết tất cả đến bây giờ vẫn chưa biết là sẽ nhận được lại bao nhiêu các bạn nhưng mà để thuận chia sẻ cái clip này thì trong cái clip này đã những chuyên gia tài chính đang cười nhạo bitcoin và nói là không những bitcoin về các bụi mà thậm chí giá có thể xuống con xuống âm các bạn nghĩa là dưới không đô la luôn nghĩa là các bạn có Bitcoin không những là các bạn không có lời mà các bạn không phải trả tiền cho người khác. Nếu như muốn có Bitcoin Đây là những cái thời điểm rất là đen tối. Nếu như các bạn nghĩ là năm 2022 đó rất là tệ. Chúng ta có nhiều công ty lớn phá sản như là FTX Voyagers block 5 vân vân có Taurus Capital thì à, những bạn nào mà đã trải qua năm 2018 19 á, thì nó lại càng khốc liệt hơn nữa các bạn. Ít ra đến năm 2022 thì à, không có mấy người nghĩ là Bitcoin sẽ biến mất đâu các bạn, nhưng mà năm 2018 19 á, thì chúng ta có hàng loạt những cái thông tin xấu đến từ nhiều quốc gia và lúc đó thật sự có nhiều người nghĩ là cả thế giới sẽ cùng nhau để mà cấm Bitcoin nhưng mà chuyện đó đã không xảy ra các bạn. Lý do tại sao thì các bạn đã hiểu rồi, cả thế giới này đã từng đồng lòng làm gì chưa các bạn? Các bạn có thể thấy được là những thứ cực kỳ quan trọng như là chúng ta nói đến là bảo vệ môi trường hay là liên quan đến nhân quyền liên quan đến chống dịch những thứ mà cực kỳ quan trọng liên quan đến vũ khí cấp phép cho casino cho phép người dân sử dụng cần sa những cái thứ mà quan trọng như vậy đó thì chúng ta thấy được là cả thế giới cũng không có đồng lòng thì nghĩ sao mà họ đồng lòng để có thể chống lại một thứ mà có thể mang được lợi ích như là bitcoin các bạn chúng ta thấy được là bitcoin có thể mang đến thuế có thể mang đến công an việc làm có thể khiến cho một quốc gia được quan tâm nhiều hơn và chúng ta thấy được cái sự thành công của xa vừa rồi như thế nào đối với những cái trái phiếu mà họ bán gần đây thì làm sao mà những chính phủ lại cấm bitcoin được các bạn chúng ta thấy được là ở hoa kỳ bây giờ đã nhiều những tiểu bang họ đã đi trước một bước và đã đưa ra những cái luật để mà bảo vệ những cái công công ty đào ở Hoa Kỳ hiện tại tại vì những công ty đào đó sử dụng nguồn điện mà hiện giờ không ai sử dụng cho nên có thêm thu nhập cho cái địa phương đó và các bạn thì được là những công ty đào cũng mướn người những công ty đào đó cũng đóng thuế cho nên đó là những thứ mà mang là được lợi ích nhưng mà chúng ta sẽ xem cái clip ngắn này các bạn nó cũng chỉ dài có một phút 44 giây mà thôi à, và thuận sẽ nói tiếp tại vì 10 năm trôi qua rồi bây giờ thì ra sao các bạn bây giờ đó thì cái sự tranh cãi liên quan đến giá trị bitcoin thì vẫn đang diễn ra kịch liệt các bạn và nó ngày càng rõ ràng hơn và chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa để thuận chia sẻ clip này let's take a look at it technically. Two ways to look at it. Obviously, Rich, Big downtrend from its highs, lost more than half its value. But it is only back to the level it was back in mid-November of last year. It's not like Bitcoin is completely collapsed, you know, to, to levels of just a couple of years ago. Technically, any sign of support here for Bitcoin? Yeah, it it hasn't completely collapsed. Yet, I... <laughs> các bạn thấy được cái người bên kia thì nói là Bitcoin vẫn chưa có hoàn toàn sụp đổ Nhưng mà cái người này các bạn thì nói là ở Bitcoin Cái từ chính là vẫn chưa Có nghĩa là người này nghĩ Bitcoin sẽ sụp đổ <laughs> Thì các bạn thấy uh, kế tiếp họ sẽ nói gì It hasn't completely collapsed Yet, I think is the point here, Brian. This has transitioned from a trade into a scandal, which is like a duck transitioning into a l orange. It's not a good thing here. From a technical standpoint, we have this massive descending triangle with the peak up around 1,100. The base of that triangle, very well defined, around $500, a key psychological level, I guess, to some. Now that break below 500 actually projects measured downside to minus 100. Now, that doesn't really make sense, but given the recent history, given the Mount Gox scandal, or jocks, if you will, I could see this thing in negative. It could actually cost you money to own this thing at the end of the day. <laughs> các bạn đã nghe rồi. Giá Bitcoin sẽ xuống số âm nữa các bạn dưới không đô la. It could just disappear that quickly. So, not a wow. big fan of Gina as well. Probably get some negative comments out there. But, Brian, yeah. this is not a good chart. It's not a good story. I, I don't know what good could really come of it at okay, this point. Okay, you guys are negative. Listen, I i, I don't have an <sighs> Như các bạn đã nghe rồi chẳng có gì tốt từ Bitcoin hết <laughs> đây là 10 năm trước thôi các bạn lúc Bitcoin chỉ có 479 đô mà thôi. just yet even though it is obviously evolving it's new it could change someone's got to take the other side that's 10 năm sau thì sao các bạn? 10 năm sau đó thì CNBC vẫn tiếp tục nói về Bitcoin. Nhưng mà trước hết thì các bạn cũng đã từng thấy thường chia sẻ cái trang web này nó cũng gần đây ít update hơn các bạn Nhưng mà đây trang web chúng ta đã nói tới rất nhiều lần trước đây Đó chính là trang web gọi là cáo phó Bitcoin Bitcoin Obituaries Và trên trang web này đó thì mỗi lần mà có một ai đó nổi tiếng nói về Bitcoin Mà nói Bitcoin đã sẽ bị con số 0 hay là Bitcoin sẽ biến mất Hay là nói xấu về Bitcoin đó thì sẽ được ghi lại trên trang web này Và cho dù gần đây đó, Thuận cảm thấy họ hơi lười biến chút Cho nên không có ghi nhiều những cái tin tức Nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là trên trang web này ra Trong vòng 10 năm qua đã ghi lại tổng cộng là 470 16 lần những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên thế giới có luôn cả những cái người mà đoạt giải Nobel liên quan đến kinh tế các bạn đã từng nói Bitcoin đã sẽ về con số 0, không có giá trị gì hết. Thì có nghĩa là trong vòng 15 năm qua, năm mỗi năm thì có vài chục lần, vài chục người đã phát biểu như vậy các bạn. Mỗi năm có 3, 40 lần có người phát biểu như vậy. Nhưng mà Bitcoin vẫn tiếp tục phát triển năm này qua năm nọ các bạn cái sự phát triển của Bitcoin thì không ngừng nghỉ giá cả thì có sự dao động nhưng mà giá cả vẫn tăng theo thời gian theo từng chu kỳ thì cá mà thường muốn nói về bạn đây đó là trong vòng khoảng chừng là 8 năm qua thường đã bắt đầu đầu tư Bitcoin cái tay 8 năm các bạn và thường đã có channel YouTube này đó để mà nói về crypto và Bitcoin đã 7 năm rồi chúng ta đã bước qua năm thứ bảy rồi thì trong vòng 8 năm qua đó những cái tin tức phớt liên quan tới Bitcoin hầu như Thuận đã nghe hết rồi Nhưng cái lập luận chống đối Bitcoin đó Thuận cũng đã nghe rất là nhiều lần các bạn Từ rất nhiều người nhưng mà đến cuối cùng thì sao các bạn đến cuối cùng đó thì bất cứ ai nghĩ gì cũng không quan trọng thôi nghĩ gì cũng chẳng quan trọng luôn các bạn quan trọng là cả thị trường nghĩ gì và chúng ta cũng nên hiểu là cho đến bây giờ bitcoin trải qua biết bao nhiêu là sự cố chúng ta nói tới là những ngày đầu tiên uh, những cái sự kiện lớn liên quan tới Mao gos rồi chúng ta có những sự kiện lớn liên quan đến trung quốc cấm bitcoin chúng ta có những cái sự kiện lớn uh, liên quan đến nhiều những cái quốc gia họ muốn đàn áp bitcoin có những cái luật mà cực kỳ gắt gao với bitcoin tới cái thời điểm năm 2022 khi chúng ta có những công ty chủ chốt giống như, như chúng ta nói là Twitter Capital sụp đổ rồi sàn FTX sụp đổ dẫn đến hàng loạt công ty phá sản tới bây giờ đó thì Bitcoin vẫn đứng vững các bạn và vẫn tiến tới từng bước từng bước một thì nếu như mà chúng ta chỉ nghĩ Bitcoin đơn giản là một cái à, công cụ đầu cơ đó thì không phải đâu các bạn thật sự là dưới cái sự tăng trưởng giá đó dưới cái sự dao động giá đó thì Bitcoin vẫn có một cái thứ gì đó khác nếu chúng ta chỉ đơn giản như Bitcoin là một tài sản đầu cơ mà thôi à, một cái gì đó một cái bong bóng người ta bơm thổi mà thôi thì chúng ta đã không có nhìn rõ Bitcoin các bạn nếu như mà chỉ đơn giản như vậy thì Bitcoin không thể nào tồn tại tới bây giờ mà càng ngày càng được sự chấp nhận lớn đến từ không những là chính phủ mà còn đến từ những cái ngân hàng lớn từ công ty Full War được lưu trữ bởi những cái công ty lớn như là chúng ta nói tới Tesla SpaceX chúng ta nói tới công ty Michael Strategy chúng ta nói tới những cái công ty như là gần đây là Reddit thì cũng nói là đang lưu trữ Bitcoin và Ethereum cho nên nếu chúng ta chỉ nghĩ đơn giản như vậy đó thì uh chúng ta đã không hiểu rõ bản chất thật của Bitcoin rồi. Phía dưới tất cả những cái sự kiện đang xảy ra, phía dưới tất cả cái sự động giá, nó là một cái thứ gì khác nữa các bạn và nó đang từ từ phát triển. Thì chúng ta bây giờ hãy nói tới thời điểm bây giờ đi. 10 năm trôi qua rồi, chúng ta vừa xem cái clip của CNBC cái tay 10 năm thì 10 năm sau ra sao các bạn. Thì hiện bây giờ đó trên đài CNBC đó chúng ta đang có một cái cuộc gọi là nội chiến xảy ra các bạn và trên màn hình đó chúng ta đang nhìn thấy người này tên là Andrew Sorkin. Thì Andrew Sorkin là một trong những người dẫn chương trình của đài CNBC các bạn Và người kế tiếp đó chính là Joe Kerner Cũng là người dẫn chương trình của đài CNBC luôn Và gần đây đó thì hai người này đã liên tục cãi nhau về Bitcoin trên đài truyền hình các bạn Thậm chí các bạn đã thấy cái ngồi chính giữa này là Tom Lee. Tom Lee là khách mời lên trên đài CNBC Nhưng mà các bạn thấy được là thay vì hỏi khách mời Hai người này lại tranh cãi nhau về giá trị của Bitcoin các bạn Và ngày nào cũng như vậy Và chúng ta thấy đó là người nào đang ủng hộ Bitcoin Có thể các bạn nói là ở ừ, Andrew Sorkin trẻ hơn có thể là người ủng hộ Bitcoin nhưng mà ngược lại các bạn Andrew Sorkin tuy là trẻ hơn nhưng mà là một trong những anti Bitcoin một trong những người mà rất là ghét Bitcoin trong vòng bao nhiêu năm qua rồi không phải là mới đây đâu và nghĩ Bitcoin chẳng có giá trị gì hết trong khi các bạn thấy được là Joe Kerner là người lớn tuổi hơn nhưng mà lại là một big fan của Bitcoin các bạn một người mà luôn ủng hộ Bitcoin và hai người này đó tranh cãi rất là nhiều và để Thùng chia sẻ với các bạn một cái clip đó, nó đã có cái tay khoảng chỉ một tuần rồi nhưng mà nó có cái sự kết nối với clip ngày hôm nay cho nên thùng muốn chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn và đối với tất cả những bạn nào đầu tư đó thì các bạn cần phải hiểu rõ cả hai bên như thế nào cũng giống như là tất cả những mảng đầu tư không có gì là hoàn hảo hết các bạn và không có gì là phù hợp với tất cả mọi người cái này là tùy theo các bạn muốn có được những mục tiêu gì trong đầu tư mà thôi và các bạn sẽ chấp nhận rủi ro bao nhiêu và vì thế các bạn là như thế nào Cho nên mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau các bạn Cũng giống như chúng ta nói tới là Bitcoin không hoàn hảo Cũng giống như là Internet không hoàn hảo các bạn Nhưng mà Bitcoin đủ hoàn hảo Để cho một số người bây giờ cảm thấy nó có giá trị Cho nên chúng ta mới thấy được là giá Bitcoin tăng trưởng theo thời gian Và cái mà thùng đã từng chia sẻ với các bạn Điều quan trọng hơn không phải là đỉnh của mỗi chu kỳ bao nhiêu Tại vì lúc mà giá tăng ra sẽ dẫn đến là nhiều người à ạt đổ vào Và họ sẽ muốn mua Bitcoin dẫn đến giá Bitcoin là liên tục tăng các bạn Và tạo đỉnh rồi sau đó một số người sẽ rời khỏi nhưng mà cái điều quan trọng hơn là khi mà giá rớt xuống đó thì cái đáy của mỗi chu kỳ là bao nhiêu giống như các bạn thấy được trước đây là 200 đô rồi tới 3.000 mấy đô rồi chúng ta nhìn thấy được là cái mức thấp của năm 2022 là 15.000 đô cái mức đáy nó được nâng lên theo từng chu kỳ có nghĩa là cái số lượng người tin tưởng nó ngày càng tăng nhiều hơn. Cái đó mới quan trọng các bạn. Nhưng mà để thuận chia sẻ cái clip này thì trong cái clip này đó họ mời Thom lên và mới đầu cũng hỏi về Bitcoin nhưng mà sau đó hai người này, hai người diễn chương trình lại tự cả lộn với nhau các bạn. Thì đối với lại Andrew Soken Bitcoin đó không có giá trị gì hết và cũng không có thực dụng. Nhưng mà ngược lại đó thì với lại Joe Corner thì ông lại nghĩ là Bitcoin có giá trị và có thực dụng. Thì để thuận cho các bạn xem từng clip ngắn này rồi chúng ta sẽ nói tiếp. Right? No, I, I because, think it, because that's. I think it's like. Right. It, I remember it, like videotapes and this. It's and like that. blaming the object for itself for, for the nefarious behavior when it's the humans that are, that are using that. I mean, you, you, would you, can you imagine the world of pain management without strong pain medicine? Look what happens when you abuse the pain medicine. But can you imagine it with, with it's it's a, and I've even used right. the, 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 You take a, a car or a truck. No, of course, but... you... thì mới đầu đây Andrew Sokin nói là Bitcoin đã chỉ được dùng như những phương tiện phạm pháp mà thôi à, nhưng mà ngược lại đó thì uh, các bạn đã thấy là Joe Kerner nói không Bitcoin chỉ là một cái công cụ thôi Nó được sử dụng như thế nào là tùy theo người muốn sử dụng cái đó Giống như là chúng ta nói đến một cái công ty mà họ sản xuất những cái thuốc giảm đau Thì ai cũng biết là lạm dụng thuốc giảm đau sẽ dẫn đến là bị nghiện Nhưng mà nếu như mà công ty sản xuất thuốc giảm đau họ không thể sử dụng những chất đó Thì làm sao mà họ có thể tạo ra thuốc giảm đau được Thuốc giảm đau không phải là lý do Lý do là người ta sử dụng thuốc giảm đau như thế nào Và bây giờ đó thì Joe Connor cũng vừa nói đến là có thể lấy ví dụ như là chiếc xe Các bạn có thể dùng xe để mà lái đi làm hay là các bạn có phải dùng xe để mà lái đi làm chuyện xấu thì cái xe nó chỉ là công cụ mà thôi, quan trọng là người ta sử dụng chiếc xe như thế nào rồi sau đó Andrew Sorkin lại phản bác ngược trở lại Andrew Sorkin uh, là hướng về phía của Chủ tịch Gary Gensler của SEC A car has immense value to society, economic do, value to society. It, you, there's a utility right, case. Right, but why does it you resonate with you? The, you could argue that a, a, strong Tylenol actually has a Uh, but a in value, the history of the world in the history of the world right thì cái điểm của Andrew Sorkin nói là vấn nhưng mà chúng ta có thể nghĩ đến là thuốc giảm đau có thực dụng hay là cái xe có thực dụng như vậy thì bitcoin như thế nào if 99% of the nefarious activities were were using dollars Why don't you have the same negative viewpoint towards a dollar because it has a great utility? Rồi sau đó Joe Conner phản bác lại nói là 99% của tất cả những cái giao dịch liên quan đến phạm tội bây giờ là sử dụng đồng đô la thì nếu như mà cái vấn đề của Andrew Sokin là Bitcoin được dùng trong những việc phạm pháp thì 99% của tất cả dịch phạm pháp liên quan đồng đô la thì tại sao mà Andrew Sokin lại không ghét đồng đô la mà lại đi ghét Bitcoin? in the same way the car has a great utility. Well, you don't know, you don't, because you don't appreciate the utility of Bitcoin doesn't mean that other people don't appreciate it. Rồi sau đó Andrew Sorkin cũng trả lời tại vì đồng đô la thực dụng nhưng mà Joe nói là chỉ vì Andrew Sorkin không công nhận những cái thực dụng của bitcoin một mạng lưới phi tập trung một mạng lưới mà nhiều người có thể sở hữu mà không cần phải hỏi bất cứ ai một cái loại tài sản mà không ai có thể tịch thu được các bạn có thể là đem bitcoin đi bất cứ nào trên thế giới mà không bất cứ ai có thể biết được hoặc là tịch thu được từ các bạn thì đó là những cái thực dụng của bitcoin cứ hỏi những cái người nào mà họ đang gặp những vấn đề khó khăn các bạn giống như là trong quốc gia của họ đó là cực kỳ bất ổn thì họ phải rời quốc gia của họ thì họ đem gì các bạn họ đem tiền họ đem vàng hay là họ đem Bitcoin sẽ an toàn và tiện lợi hơn. Nó hoàn toàn là có những cái thực dụng và các bạn cũng đã hiểu thường chia sẻ trước đây rồi. Liên quan đến giao dịch Bitcoin đó thì 10 phút cho mỗi một giao dịch nhiều người nói là quá chậm nhưng mà thật ra nó cực kỳ nhanh các bạn đó là cái loại tài sản mà gọi là xe đồ có nghĩa là loại tài sản đó đó đã hoàn thành trong vòng 10 phút không có một cái giao dịch nào mà hoàn thành trên 10 phút hết các bạn tất cả những dịch các bạn biết bây giờ đó giống như là chúng ta dùng thẻ tín dụng hay là các bạn gửi tiền thông qua những cái ứng dụng giữa ngân hàng khác nhau đó thì cái các bạn thấy đó chỉ là những cái con số trên màn hình mà thôi chứ còn tiền nó chưa có được di chuyển các bạn Các bạn gửi một số tiền lớn để mà mua nhà, mua xe hay gì đó đó Các bạn sẽ biết là khi các bạn sử dụng wire Thì các bạn phải gửi rồi phải chờ một thời gian Có thể là nếu như các bạn gửi buổi sáng đó Thì phải chờ khoảng chừng vài tiếng đồng hồ Thì mọi thứ nó mới đồ trong ngày đó Trong khi Bitcoin chỉ cần 10 phút còn thôi các bạn Và khi mà giao dịch Bitcoin đã được xác nhận trên mạng rồi đó Thì không ai có thể lấy lại Bitcoin đó hết Cho nên nó an toàn hơn và nó nhanh hơn đối với lại rất nhiều giao dịch Có thể là không sử dụng khi các bạn đi mua một cái ly cà phê hay là các bạn đi mua một cái bánh hamburger nhưng mà giao dịch Bitcoin đó hoàn toàn có thể được sử dụng cho những cái lớn hơn nhiều các bạn các bạn không thể dùng Bitcoin bây giờ để mua ly cà phê hay là đi mua một bánh hamburger nhưng mà các bạn thể dùng Bitcoin bây giờ để mua nhà ở Hoa Kỳ để mua xe ở Hoa Kỳ hoàn toàn là được hết các bạn thậm chí các bạn có thể mua đồng hồ Rolex với lại Bitcoin hiện bây giờ còn những cái ứng dụng mà các bạn sử dụng bây giờ giống như là ở Hoa Kỳ các bạn sử dụng Zelle hay là chúng ta nói tới Venmo đó thì những cái giao dịch đó nó luôn có một cái sự giới hạn giống như là một ngày các bạn chỉ được sử dụng maximum con số cao nhất là khoảng chừng hai ba ngàn đô mà thôi tại vì sao các bạn tại vì những giao dịch đó họ chỉ có thể đảm bảo con số nhỏ thôi con số lớn hơn đó thì không có thể đảm bảo được tại vì hệ thống đó nó chỉ cho phép bao nhiêu đó mà thôi còn số lớn hơn đó là phải cần được xác nhận bởi ngân hàng và nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn 10 phút rất là nhiều đó là những cái mà tôi nghĩ là nhiều người không nghĩ đến cách hoạt động ở bên trong của thị trường tài chính nó thật sự như thế nào và các bạn cũng đã thấy được là khi mà các bạn gửi tiền lên trên sàn như các bạn ở Hoa Kỳ đi các bạn gửi tiền lên trên sàn để mà các bạn mua chứng khoán rồi sau đó các bạn nhanh chóng bán chứng khoán đó tại vì các bạn vừa mua xong rồi khoảng chừng là vài tiếng sau các bạn có lời rồi các bạn bán nhưng mà các bạn bán thì được nếu như các bạn xong rồi muốn rút tiền nữa các bạn lại phải chờ vài ngày tại vì sao tại vì tiền đó nó vẫn chưa có được xác nhận các bạn chưa có được xa đồ bởi những cái ngân hàng cho nên bitcoin đó là một cái hệ thống hoàn toàn khác các bạn nó là một hệ thống mà được bảo vệ bởi cái số lượng hash rate rất là cao cái độ an toàn rất là cao cũng như là chúng ta thấy được trong vòng 10 phút sẽ có sẽ xác nhận cuối cùng và nó phù hợp với những giao dịch có số lượng tiền lớn nhưng mà cần độ an toàn cao có thể là đối với bạn bạn không cần thì bạn cảm thấy là bitcoin uh, không có giá trị đối với bạn nhưng mà chúng ta thấy là nó cũng không nghĩa là không có giá trị đối với người khác và cái mà joker nói đây đó thì cũng tương tự các bạn Andrew Sorkin nghĩ là Bitcoin không có giá trị đối với Andrew Sorkin tại vì người này không cần phải sử dụng Bitcoin như vậy hay là không nghĩ Bitcoin là một tài sản lưu trữ giá trị và đang sống trong một cái quốc gia mà có cái hệ thống tiền tệ tốt như là Hoa Kỳ sử dụng đồng đô la rộng rãi cũng giống như là không có phải là siêu lạm phát cho nên đối với Andrew Sorkin không có giá trị thì cũng hợp lý thôi các bạn nhưng mà cái mà Joker này nhắc nhở là đối với Andrew Sorkin nghĩ như vậy nhưng mà không phải ai cũng nghĩ như vậy, không phải ai cũng ngồi ở trên cái bậc thềm cao và nhìn xuống giống như Andrew Sorkin. The only people right now that appreciate the... the no, that's the, not true. The, uh, that's not true. I've, I, I don't appreciate it because I'm using it for ransomware. I appreciate it because no, it's a appreciate. store of value. Và sau đó đó, Andrew Sorkin nói là không, chỉ có... Và sau đó bị nhắc lời bởi Joe Conner. Tại vì Andrew Sorkin chuẩn bị nói là chỉ có những tội phạm mới thích dùng Bitcoin mà thôi. Nhưng mà sau đó đó, Joe Conner nói là không, tôi đâu phải là tội phạm. Nhưng mà tôi vẫn thích Bitcoin. Tại vì tôi nghĩ Bitcoin là một cái tài sản lưu trữ giá trị. Sau đó đó, để thường cho các bạn xem cái phần này chúng ta phải qua youtube tại vì cái phần này đó là cái phần mà bây giờ thường không kiếm có trên twitter nữa hình như là andrew Sorkin rất là ghét cái phần này cho nên hầu hết những cái clip của phần này đã bị xóa rồi các bạn thì cái phần này đó là andrew sokin sau khi mà nghe chu cường nói là ông tin bitcoin là một tài sản lưu trữ giá trị thì andrew Sorkin nói là làm sao có thể là một tài sản lưu trữ giá trị được tại vì một tài sản lưu trữ giá trị là giá phải đứng một chỗ rồi sau đó chợn nó mắc lên các bạn và đương nhiên người ta chọc andrew Sorkin về cái phần này để cho các bạn thấy cái clip nhắn này Store value or store value? A not expect it goes out. Store value would stay one price. No, no. no. Like gold was a little like No, now, no, no. Chang cho so nói là nếu như là một tài sản được chuỗi giá trị thì giá phải đi một chỗ. Chuỗi cho nó là có bị gì không gì vàng bây giờ đã hai ngàn đô lúc mà họ quay cái video này thì uh, nhìn vào giá vàng trước tới giờ dao động như thế nào và tăng chữ theo thời gian cho đến nói mới là một tài sản được chuỗi giá trị chứ có một tài sản mà giá giữ yên một chỗ thì làm sao có thể đuổi kịp được lạm phát các bạn và chúng ta nói tới vàng là tài sản lưu trữ giá trị thì nhìn vào giá vàng trong vòng bao nhiêu năm qua đi thấy nó tăng trưởng và giảm như thế nào các bạn cho nên giá vàng cũng có sự dao động chỉ là cái chu kỳ dài hơn mà thôi thì vì bùng hóa lớn hơn và đương nhiên Andrew Sorkin rất là ghét cái clip này cho nên đó là lý do tại sao mà thuần nghĩ trên Twitter không tìm thấy thì thuần sẽ chia sẻ thêm với các bạn một cái clip nữa clip này thì nó khá là dài khoảng chừng 10 phút nhưng mà tôi cũng sẽ chia sẻ từng đoạn một tại vì trên cái clip này đó các bạn sẽ thấy được là chúng ta tiếp tục có cái sự tranh cãi giữa Joe Kerner và Andrew Sorkin ngày hôm nay Nhưng mà lần này đó là tới bốn người các bạn Chúng ta thì được là trên bàn tròn là chúng ta có ở bên tay phải là Joe Kerner Và chúng ta có Anthony Pompliano Đương nhiên hai người này là ủng hộ Bitcoin Bên tay trái đó chúng ta có Andrew Sorkin Và chúng ta có Becky Quick các bạn Hai người này là hai người mà có thể nói là không ủng hộ Bitcoin các bạn Và họ lại tranh cãi ngày hôm nay liên quan đến giá trị Bitcoin là như thế nào Cái mà các bạn có thể nhận ra được đó là tại sao mà CBC lại tiếp tục cho họ tranh cãi gì trên đài truyền hình lý do đơn giản thôi các bạn tại vì cái đề tài này thu hút người ta xem cho nên họ mới nói tới hàng ngày và cái này nó rất là tốt cho bitcoin các bạn nó sẽ khiến cho nhiều người biết tới bitcoin hơn và họ sẽ nghe cả hai bên mà họ tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi thì clip này nó cũng hơi dài thùng sẽ cố gắng cắt ra khoảng chừng là mỗi một phút hay gì đó để mà giải thích cho các bạn chúng ta bây giờ hãy bắt đầu. On all things crypto, Anthony Pompliano, a Pomp Investment founder, of course, and partner. Good morning to you. We, we were trying to figure out. thì mới đầu vô họ cũng đã nói tới là sắp sự của Bitcoin Haven các bạn thì chúng ta thấy được CBC cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình bằng cách là lan tỏ thông điệp của Bitcoin và cũng cho mọi người thấy được là cả hai bên và cũng có thể nói với các bạn nếu như mà không được sự đồng ý của đài CBC thì hai người này cũng không có cãi nhau trên TV đâu các bạn Andrew Sorkin đã làm tốt vị trí của mình là bên phản diện và Joe Kerner đã làm tốt vị trí của mình là bên ủng hộ Bitcoin tại vì lỡ như có chuyện gì đó thì ít ra CBC cũng nói là trên đài truyền hình đó, chúng tôi cũng đã đưa ra cả hai quan điểm mọi người tự đầu tư mà thôi chứ không liên quan đến đài truyền hình các bạn thì đó cũng là một lý do nhưng mà nó tóm lại tại vì nhiều người bây giờ quan tâm đến bitcoin các bạn cho nên nó thu hút cái sự quan tâm của khán giả đài cbc mới nói tới hàng ngày và chúng ta được là người mà ở bên tay phải này đó là Anthony Pomliano là một trong những người mà trong thị trường này rất rất lâu rồi các bạn là một trong những người mà khi tham gia cái tay 8 năm đó thì đã biết tới Anthony Pomliano rồi lúc đó đó thì mọi thứ nó khác với bây giờ chúng ta có những youtuber lớn trước đó chúng ta có box mining có crypto và ngay cả thời gian các bạn thường nhớ là thường ta xem thời gian là từ lúc mà còn ở Hoa Kỳ các bạn ở tiểu bang trôi trời rồi thường nhớ lúc đó là thời gian với lại Leon Fu cùng nhau lái xe rồi cũng nói về Bitcoin rồi thường cũng xem những clip đó các bạn đó là những clip đầu tiên mà thường xem Bitcoin cách đây 8 năm và lúc đó nó đã có Anthony Pomliano rồi và Thường nghĩ Anthony Pompliano một trong những người mà nếu nói là tranh được Bitcoin đó thì rất là tốt các bạn Tại vì Anthony Pompliano là một người mà có nhiều kinh nghiệm cũng như là hiểu biết rất là sâu Có lòng tin vững chắc về Bitcoin nhưng mà lại rất là từ tốn các bạn Không có phải là dễ dàng bị kích động Một phần là tại vì Anthony Pomliano trong thị trường này quá lâu rồi các bạn Có thể là đã nghe những cái sự phản biện này rất là nhiều lần rồi Cho nên cũng đã giống như vô cảm đó các bạn Tây Thuận bắt đầu cho các bạn xem tiếp được. on one end it's like a risk on situation on the other it's arguably supposed to be a hedge and, and it's very hard for me to get around the idea that it's both though maybe yeah. you have a view that it is then there was the having that's coming so that's sort of an idiosyncratic one piece of the puzzle but not something that's like an ongoing piece that so you could argue it is in certain ways and then you have the etf which was also sort of an idiosyncratic moment in time so sort of So put that puzzle together for us. Yeah. Bitcoin. Thì Andrew Sorkin nói là Bitcoin thật sự là gì? Một bên ấy thì nói là Bitcoin là công cụ đầu tư và nó là một cái loại tài sản mà sẽ tăng khi mà có dòng tiền vào khi mà mọi người uh, cảm thấy là mọi thứ nó đang tốt thì uh, những cái tài sản mà có tính nguy hiểm cao sẽ tăng và trong đó có Bitcoin nhưng mà một bên thì nói là Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị rồi chúng ta có Bitcoin ETF chúng ta có Bitcoin Haven thì thật sự Bitcoin như thế nào nó không thể nào vừa là tài sản lưu trữ giá trị mà vừa là một cái công cụ đầu tư is the most exciting asset in financial markets because of what you just described it's this highly complex thing that everyone's trying to figure out and I <laughs> think for some people it is a risk on asset and for other people it is a hedge against inflation or store value and so if we just look at Of course it can be different things to different people right right now I think what, one of the most interesting parts about this is if you go and you talk to someone on Wall Street why are they buying it They're buying it because they want the price exposure via the ETFs but if you go and you talk to someone maybe in a country where they actually are worried about somebody seizing their assets they're buying Bitcoin because they literally want to make sure that they can hold on to the economic value. And so you have an asset that this is not unique just to Bitcoin in the sense of some assets serve different purposes for different people. I think Bitcoin, because of its global nature, because of the decentralization, and because it was adopted by individuals before the institutions, we're just seeing it kind of uh, exaggerated um, as we watch the asset become adopted. Now we just hit a really important milestone. Before the halving. we just had the highest weekly, monthly, and quarterly close for Bitcoin. Right. And so the last four times that that's happened, Bitcoin has a appreciated at least 300% through the rest of the bull market. Right. Doesn't mean it's going to happen again, but to have that happen before the having, it's kind of right. like the demand shock happened, now we're going to have the supply shock. Right. And so it's hard just to see how the prices right. are continue to go up. I want to ask you this question. Anthony Palm said, in short, why not? bitcoin đó là cái gì thì tùy theo là hỏi ai giống như là một người đó thì nhìn bitcoin giống như là một cái công cụ đầu tư mà thôi những người mà họ đầu tư thông qua bitcoin spot etf có thể họ chỉ muốn đa dạng hóa họ cho bitcoin như là một công cụ đầu tư hay là chúng ta có thể nghĩ đến những người mà trong những quốc gia mà đang bất ổn vì chính trị họ đang lo lắng là tài sản của họ có thể bị đóng bằng cho nên bitcoin là cái sự lựa chọn của họ bitcoin là gì thì tùy theo là các bạn hỏi ai cho nên nó là một công cụ mà có cái sự sử dụng đa dạng cũng giống như là nhiều tài sản khác mà thôi cũng giống như là các bạn nghĩ đến là tại sao một người nào đó lại mua một cổ phiếu thì có thể họ mua cổ phiếu là tại vì họ chỉ đơn giản mua rồi sau đó đợi giá tăng để mà bán hay là một người đó là không mua cổ phiếu tại vì họ thật sự là muốn có cái quyền được biểu quyết trong công ty Chúng ta cũng có thể nghĩ đến là một số người họ mua cổ phiếu chỉ đơn giản là tại vì cổ phiếu đó trả lợi tức cho nên họ chỉ muốn là giữ cổ phiếu đó để có thể lãnh được cái lợi tức hàng tháng hay là hàng quý gì đó. Thì có nhiều lý do khác nhau họ đầu tư và Bitcoin cũng không ngoại lệ cho nên không có phải là phải chọn 1 trong 2 tùy theo là hỏi ai. And it goes to this, the risk on versus the inflation hedge. So I just got back from South Africa and I literally asked Everybody who was around when I was in Zimbabwe, in Zambia, by the way, the the rand has done terribly. It's right? it been inflated away. Horrific situation. And I would ask anybody who was around uh, very wealthy people, uh, 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 folks who are middle class, uh, folks who were at the bottom. Of this, and I said, do you own any Bitcoin? Yeah. Almost to a T, they said no, that, that that actually was not a thing. And this was and by the way, this was I mean, it wasn't a scientific study, but. A lot of people I asked about Bitcoin because yeah. I thought that the conversation we have around this table is that mm -hmm. somehow the unbanked and everybody who's in these countries that uh, is, is struggling with inflation is buying Bitcoin. Yeah. And they're at least from what I saw, they're not. And when then I went to look at the flows and it also is true that they're not. Yeah. The, the math does not suggest that the hedge argument on inflation is actually a real one. And I just wonder whether it's sort of used. To sort of sprinkle fairy dust to other people who then are speculating. I think there's a lot of people out there that are speculating and want it obviously to go higher, and, and it's a risk-on asset. That's that's my take on it at the moment. Yeah, so I, I think. Entosakat nolah, okay. thì anh nói là Bitcoin có thể được sử dụng như là một cái công cụ chống lại lạm phát Thì tôi giờ ở Nam Phi nhưng mà không biết là Andrew Sorkin ở đâu ở Nam Phi các bạn Nhưng mà nói là tôi ở Nam Phi Rồi ngay lúc đó đó thì tôi gặp ai tôi cũng hỏi là ở à, anh có Bitcoin không, cô có Bitcoin không Thì hầu hết những người mà Andrew Sorkin nói là họ không có Bitcoin Dù là hỏi người mà có thể là có tiền hay là không có tiền thì đều trả lời giống nhau như vậy Thì có phải là cái tư tưởng Bitcoin sử dụng để chống lại lạm phát đó chỉ là uh, một cái tư tưởng It depends on what country you go look at. And I'll give you kind of two examples, one that supports yours and one that uh, will contradict it. If you go to somewhere like Nigeria, it's definitely true that people are buying Bitcoin. And and I don't know why it's happening in Nigeria, not in South Africa, but but we see that. Then if you go somewhere like Argentina, there are some people buying Bitcoin, but there's a lot of people who want dollar-backed stablecoins, uh, stable coins, and they actually want the dollar, not Bitcoin. And so I think country by country you're gonna see different adoption of these technologies now what I will say though is you don't have to go to emerging markets to find a reason why people want to buy this right if you look at the United States dollar it's lost 25% of its purchasing power since 2020 Bitcoin is up 800 percent during that same time period the Anthony of Palmer nói là okay không biết là anh ở đầu ở Nam Phi nhưng mà nếu như mà anh đến, Nigeria thì rất rõ ràng là người Nigeria bây giờ đó đang thu một rất là nhiều cũng vì lý do là cái tiền của họ mất giá quá cao có thể lý do tại sao mà ở Nam Phi đó không có nhiều người thu Bitcoin coin tại vì phần trăm lạm phát của họ không có giống như Nigeria họ không có phải là đang đối đầu với lại siêu lạm phát các bạn hay là chúng ta nói tới Argentina đi thì Argentina là một quốc gia thì cũng đang bị siêu lạm phát nhưng mà họ lại muốn lưu trữ đồng Tether đó là một cái sự lựa chọn của họ mỗi quốc gia sẽ có một cái cảnh tượng khác nhau tùy theo là quốc gia đó phát triển như thế nào và người dân có thể dễ dàng tiếp cận được với đồng đô la hay là không tất cả đều những yếu tố nhưng mà chúng ta đâu cần phải đi đến những cái quốc gia xa xôi đó những quốc gia mà có siêu lạm phát để có thể hiểu được lý do tại sao một người mà muốn lưu trữ bitcoin cũng như là một người muốn lưu giữ tài sản hiện bây giờ tại vì đồng đô la mất giá quá nhiều từ năm 2020 đến bây giờ đồng đô la đã mất 25% giá trị rồi trong khi mà cùng thời gian đó bitcoin tăng 800% thì cũng dễ hiểu tại sao một người lại muốn lưu trữ bitcoin hiện tại tại vì nó chống lạm phát, các bạn cứ nghĩ đi, lạm phát khiến cho đồng đô la mấy năm qua giảm 25%, nhưng mà Bitcoin tăng 800%, thì rất rõ ràng là một tài sản mà chống lạm phát rất là tốt. Đó chính là điều mà Anthony Pompliano nói ở đây. And so if we go back to 2020, if you remember, Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller, many people came out and said, "Look, I think it's an inflation hedge." Now, hedges are always this weird thing where people expect you buy it and then inflation explodes the next day. But instead, what we've seen is that Bitcoin is a free market asset that trades forward-looking. And so Bitcoin's rise, it's up. We have seven straight months of Bitcoin in the green uh, up till this past month. And so, why is it going up? Yeah, Some the of it is ETFs. thì đã tóm lại là Anthony Pomplia nói là người ta mua bitcoin một phần là tại vì muốn chống lại lạm phát nhưng mà bitcoin cũng như là tất cả những loại tài sản trong thị trường tự do người ta mua với cái suy nghĩ là lạm phát sẽ tiếp tục tăng rồi sau đó đó có người nói là nhưng mà lạm phát đang giảm mà sau đó Anthony Pomplia đã chỉnh lại nói là không lạm phát tăng chứ làm sao giảm được chúng ta nói đến cái số giảm đó chính là phần trăm lạm phát tăng đã giảm chứ lạm phát vẫn tiếp tục các bạn cứ nghĩ đi bây giờ ra phần trăm lạm phát giảm so với tháng trước đó nhưng mà giá cả mặt hàng đâu có giảm đâu lý do tại vì chúng ta không phải nói đến là giảm phát chúng ta đã nói tới là cái sự tăng trưởng của lạm phát đã từ từ chậm lại nhưng mà những cái sự tăng trưởng trước đây thì nó vẫn còn nguyên ở đó các bạn chỉ là tốc độ sau này nó sẽ chậm lại mà thôi cho nên lạm phát vẫn đang tăng hiện tại đồng đô la đâu có trở về cái giá cách đây 4 năm đâu The next, e the next easing cycle. That's what uh, it's it, so you could argue, one, it is anticipating the next easing cycle. You could also argue the alarm bell is going off, and actually inflation is not coming down month over month; it's going right. up, and people see that and they're buying Bitcoin. And so Bitcoin going up is telling us, wait a second, inflation is a bigger problem than we actually thought. But during the hiking, you, are you during like, the hiking cycle, it went from sixty-five thousand down to seventeen thousand. Correct. You don't think the majority of people that are buying the ETF today, or even buying underlying Bitcoin, are doing it because they think the train is leaving the station and they want to be on the train. And that's what this well, is about. Why it. would they have thought the train is leaving the station at 25,000? Sau đó đó thì Andrew Sokin nói là ok, anh nói là có một số người không mua Bitcoin tại vì họ nghĩ là lạm phát sẽ tiếp tục tăng khiến cho đồng đô la mất giá. Thì cái này đó cũng là điều mình thường thường hay nói với các bạn Cái đó là lý do tại sao mà người ta lưu trữ tài sản đó các bạn Tại vì chỉ có tài sản mới có thể bảo vệ được các bạn mà thôi Trong cái tình trạng mà đồng đô la mất giá như thế này Nhưng mà Andrew Sorkin lại nói là Ok anh nói như vậy nhưng mà anh không nghĩ lý do tại sao giá tăng Không phải là tại vì người ta sợ lạm phát tăng sau này Mà lý do là tại vì bây giờ nhiều người mua tại vì họ FOMO Họ sợ đã quá trễ Rồi sau đó chúng ta nhìn thấy được là Cái người bên trên này đó chính là Joe Kerner Thì Joe Kerner cũng cũng đã đáp lại nói Ok, như thì tại sao họ lại không mua lúc 25.000 đô? Nếu như nói lý do tại sao giá tăng bây giờ là tại vì người ta vào mua tại người ta FOMO thì tại sao người ta lại không mua lúc 25.000 đô? Well, I think unfortunately what happens as you know is people people like to get on the train once the train has practically left the station. That's that's But how this is it was 17,000. Why would people when it's dropped from 65 when when you were looking at it from 70, right. you know. And like, why would anyone buy this after? I think there was a lot on. of people who were very nervous about it after FTX and the collapse. That's what I mean. So why? Right. What do you mean they're getting on the train when the train is turned around? I and gone think they into see the. the toilet. ETF. No, I'm saying that I think that now they see the ETF, they see it moving back, they right. think yeah. okay now. It's now Và Andrew Sorkin tiếp tục nói là người ta mua Bitcoin bây giờ chỉ đơn giản là tại vì người ta sợ là giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng như, như là một cái con thuyền sắp sửa rời bến mà thôi cho nên người ta mới liên tục nhảy lên giá mới tăng như vậy. Rồi sau đó đó chúng ta thấy được là Joe Kerner lại đáp lại là nói ok như vậy thì khi mà giá Bitcoin giảm từ cái mức là 69.000 đô xuống còn 17.000 đô thì lúc đó ai mua 17.000 đô 18.000 đô 25.000 đô lúc đó ai mua lúc đó là thị trường cực kỳ tệ thì nếu như mà như là Andrew Sokin nói giá Bitcoin chỉ tăng tại vì người ta FOMO thì tại sao lại tăng từ cái mức là 17.000 đô tới bây giờ lúc đó là cái lúc mà cực kỳ ám đạm lúc đó là cái thuyền nó không những là không rời bến mà nó đang trên con đường bị chìm xuống nhưng mà người ta vẫn mua thì giải đáp như thế nào thì Andrew Sokin không có giải đáp được các bạn 25, 25 to 40, I think, was a uh, uh, speculation on the ETF was going to get approved. 40 to 70 is definitely the ETF flows are right here. But I, I think, again, going back to where we started the conversation is this is a highly complex uh, environment where Bitcoin is serving different purposes to different people. And one that makes it attractive to a lot of folks. But I guess what I'm saying is it may... You... Và sau đó, Anthony Pompeo giống như là cũng muốn cho mọi người bình tĩnh một chút. Thì cứ nói là trên căn bản đó, Bitcoin là một loại tài sản mà nó có ý nghĩa gì thì tùy theo là bạn hỏi ai, mỗi người đều, đều đầu tư Bitcoin vì một cái lý do khác nhau, hay là họ không đầu tư thì họ không có tin, cái đó cũng là bình thường thôi các bạn, cũng như tất cả tài sản người ta có thể đầu tư Bitcoin tại vì người ta nghĩ Bitcoin là tài sản lưu trữ giá trị, người ta có thể lưu trữ Bitcoin tại vì người ta nghĩ đó là một loại tài sản mà không ai có thể tịch thu được. Người ta có đầu tư Bitcoin tại vì người ta nghĩ là Bitcoin là một loại tiền tệ tương lai, không có cái gì gọi là đúng hay sai hay các bạn, quan trọng là các bạn tin hay là không tin mà thôi, nhưng mà giá cả thì chỉ có một mà thôi. <laughs> But if you told me that 90% of the people were speculating, in my mind, this is my, my own thesis, yeah. I think 80 to 90% of the, the folks who are buying this thing are buying it because it's a risk on, the train is leaving, or I think the train's leaving, and I wanna, wanna get in on the action. And that there's another 10 or maybe 20%, maybe, maybe. Who have this sort of inflation hedge idea that, that around their own exposure to, the, to their own currency. Yeah, look, we, we but I, society, but I don't think it's a 50 50 thing. I don't think it's a. you see what I'm saying? What you're calling out is just a societal trend, right? We've become a society of gamblers. If you, if you think about we have zero day options. Now we're more than 50% of options trading. We have sports betting, right? We have meme coins trading like 1980s boiler room, you know, uh, penny stocks. This is all happening. And so, again, why is that occurring? the dollar has lost 25% of its purchasing power in 4 years we have 1.1 $1 .1 trillion dollars of uh, credit card debt we have Rồi sau đó Andrew Sorkin nói là Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là 80 Thậm chí là 90% của người ta mua Bitcoin bây giờ Tại vì người ta phô môn và thôi Người ta sợ là cái thuyền sẽ rời bến Và người ta lên không kịp Và đó là lý do tại sao mà Andrew Sorkin không có tin Bitcoin Nhưng mà ngược lại đó Thì Anthony Palm nói là Andrew Sorkin đang nói tới cái vấn đề của cả thế giới bây giờ Của cả một thế hệ Chứ không có phải là riêng gì một tài sản như Bitcoin Lý do tại sao mà chúng ta thấy Cái hiện tượng ngay bây giờ đó Chúng ta thấy được là cái số lượng người mà Giao dịch option đó, quyền chọn mà không ngày đó gần như là cờ bạc các bạn tăng lên rất là nhanh tại sao chúng ta đã thấy được là có những cái meme stock được giao dịch rất là nhiều à, lý do là tại vì đồng đô la mất giá mọi người bây giờ đã cần phải chấp nhận thêm rủi ro dẫn đến là một cái thế hệ mà có cái sự chấp nhận rủi ro cao hơn và dẫn đến những hiện tượng gần như là cờ bạc xuất hiện ở trên thị trường tài chính nói chung trên thị trường chứng khoán không gì chứ không phải là chỉ riêng thị trường crypto đâu và đó là cái tình hình chung của tất cả chứ không có phải là chỉ nói riêng về bitcoin tất cả những tài sản bây giờ điều là gì hết các bạn các bạn nghĩ là người ta mua cổ phiếu tesla tại vì người ta thật sự mua xong rồi về nhà không ngủ được tại vì người ta chờ để đến ngày người ta đến công ty tesla để mà dự hội nghị cổ đông đâu phải đâu các bạn người ta mua tesla chỉ đến đơn giản là tại vì người ta đợi giá tăng để bà bán mà thôi chứ còn không chắc là cũng đâu có chia sẻ cổ tức gì đâu The 43 million Americans that have federal student debt, the average balance is $37,000. People have lost hope. They do not have hope. How are you supposed to live in a country where it is cheaper to rent than buy a home in 50 major metros? You don't have hope, and so what do you do? you, 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 you think this is a lottery ticket? This is a gamble. I, I think that if you go and you buy a lottery ticket, it's three hundred million to one odds. I think there's people right now saying, you know what, a meme coin has better odds than a, a lottery ticket. I think there's a lot of people <coughs> who say, the coin Pick is your asset. The if you want to pick your asset for the greater full theory, it is it Nvidia. Và Joker đã nói là nếu như mà nói đến cái lý thuyết. kẻ ngu hơn các bạn có nghĩa là có một cái sự lập luận đó chính là người ta mua Bitcoin chỉ vì có thể bán cho người khác với cái mức giá cao hơn thì Joker nào nói là cứ nói tôi biết bất cứ một tội tài sản nào ngay cả cổ phiếu Nvidia thì người ta mua phần lớn cũng chỉ vì để bán lại với giá cao hơn mà thôi chứ đâu phải là người ta mua Nvidia để làm gì đâu các bạn có thể là có một số người thật sự là cần phải lưu trữ cổ phiếu Nvidia tại vì họ cần cái quyền biểu quyết hay gì đó nhưng mà đó không phải là phần lớn của mọi người đang sở hữu cổ phiếu Nvidia hiện tại People trains leaving the station yeah, but I no, I gotta I, get on it. I don't ch pick, disagree. Your... Và cũng là lý do tại sao mà người ta ào ạt đổ vào mua cổ phiếu Nvidia tại vì bây giờ người ta sợ là cái thuyền sẽ rời bến tại vì người ta tin vào AI, người ta tin vào cái lý thuyết đó cho nên bây giờ người ta mới ạt đổ vào để mà mua cổ phiếu Nvidia chứ đâu phải là vì lý do nào khác đâu. Your meme stock, pick your you know, your commodity, cocoa, pick pick whatever you want. I mean there, yeah. there's no doubt that when there's liquidity Everywhere yeah. that it's going to chase assets and things, that. Saying, but that I don't I think that because that's one of the reasons it goes higher doesn't undercut the fundamental case for that asset. That you have to well, that, that's on, the, on a on that's case the, by case but basis. The, that that is, a, that's the, and that is the fundamental question, and we yeah. don't and and only you know I five think that ten there are twenty people years now. That, I think there are people. Và sau đó Châu Chỉ vì một tài sản tăng giá nhanh và nhiều nghĩ là tài sản đó không đáng giá đó ngay bây giờ cũng không có nghĩa là tài sản đó không có giá trị. Cái này là hai cái khác nhau hoàn toàn. Chỉ vì một cái gì đó nó tăng giá quá nhanh thì người ta nói là cái này là chỉ một bong bóng mà thôi thì người ta lại giống như là không có thật sự nghĩ đến bản chất thật của tài sản đó như thế nào Tại sao lại vẫn có người mà ban đầu họ tin tưởng Chứ người ta chỉ nghĩ đến những người sau này thu mua mà thôi Giống như là những cái này đang nói đến là bây giờ có thể là một ai đó mua Bitcoin Chỉ vì họ nghĩ Bitcoin sẽ tăng giá Nhưng mà những ai mua Bitcoin mức giá 17 000 thì sao Những lúc mà cực kỳ khó khăn Tại sao vẫn có người thu mua Tại vì người ta tin các bạn Tại vì đối với người ta Bitcoin có giá trị Đó là những cái mà phải nghĩ đến chứ không thể nào mà chỉ thấy giá tăng nghĩ đó là một bong bóng và cái đó không có giá trị và sau đó đó thì Andrew Sorkin chỉ nói là ok vậy chúng ta phải đợi 5 năm 10 năm 20 năm nữa thì mới biết kết quả như thế nào people that do understand it that, they don't have that question about the, the, the are have also... have I, yeah. no, rồi the... bây giờ hai bên cãi nhau các bạn. That has no team, right? And so right. price is the marketing Of Bitcoin, when the price goes up, speculators come in. Right. But what ends up happening is, when we get those drawdowns, some of them stick around and become kind of Bitcoin believers. Some but, of them do leave. I mean, Netflix I is a great asset. It's either worth eight hundred dollars or, or one hundred and seventy dollars. You I get the train seven. leaving the station, and it's up to eight hundred. You get the straight train comes back to the station, it's one eighty. I mean, it, it's it's an asset that people watch subscribers come in they have new hit shows they have do all that there's no questioning the underlying asset value but on any given day Greater full theories, or or uh, or well, I mean, you know, the momentum, or own a, euphoria. If you own a, or, a company you own a percentage of that company. You own, of you own a percentage of the revenue. You own a percentage of the earnings that come through. I mean that's the argument. If it's a company that pays dividend, you get a percentage of that. You, you got to do do grandma dot. You got to go way down the, gram the line. Grandma is productive asset. You got go to go way down the line of where you hope. I mean with it, okay. with a okay. stock that doesn't pay a dividend, you can't say that. No, but with a stock that has earnings, with a company that has earnings, you get a portion of that. That's the difference between a productive dividend, if you get the, the dividend, dividend. you don't. No, it doesn't flow. Through, still have you? A production, you still say this is a productive. But you're hoping the dividends rec, go up over time. time. You're hoping well, dividends. it's not go even up dividends. If time. you don't pay a dividend, you still have a per, you have a percentage of the earnings of that company, and you figure that that will make your stock more valuable over time because of the earnings that the company's kicking yeah. off. That's the concept. It's Và cái phần cuối này đó thì các bạn thấy Joe Connor uh, đang cãi nhau với lại Becky Quick Thì Becky Quick nói là ok uh, Thì đúng là nếu như ta nói tới bất cứ một công ty nào Thì cái giá trị công ty đó nó không có thay đổi ngày nào ngày nọ Giống như là hôm qua các bạn thấy được là Netflix đó, Thì có bao nhiêu người đăng ký, bao nhiêu người xem phim của Netflix các bạn Và ngày mai đó thì cũng như vậy Nhưng mà giá hôm nay như vậy, hôm qua là lại khác Thì cái giá trị của Netflix không thay đổi Chỉ là cái giá trên thị trường thay đổi mà thôi Thì Bitcoin cũng như vậy Hôm qua mà một bitcoin không có như vậy, hôm nay nó cũng giống như vậy thì nó cũng không có thay đổi nhiều cải tiến theo thời gian nhưng mà không có thay đổi nhiều ngày này qua ngày nọ chỉ là giá thay đổi mà thôi và sau đó, đó thì Becky Quyết nói là nhưng mà chúng ta không thể so sánh Bitcoin với lại một công ty được tại vì công ty thì họ có thu nhập nhưng mà Joe đã nói là nhưng mà đâu phải công ty nào cũng trả cổ tức đâu thì người ta lưu trữ cổ phiếu phần lớn vẫn là chờ giá cả lên để mà có thể bán với giá cao chứ đâu phải là cổ phiếu nào cũng trả cổ tức nhưng mà Becky Quyết lại nói là nhưng mà cái thu nhập đó đó nếu như mà công ty làm ăn được có thu nhập thì sẽ dẫn đến là giá cổ phiếu tăng theo thời gian và và người mà lưu trữ cổ phiếu đó là giống như được hưởng một phần từ cái lợi đó như vậy thì người lưu trữ bình khôi là được sở hữu cái gì thì à, đáng tiếc là sau đó cái phần này đã chấm dứt rồi các bạn tại vì nó chỉ có 10 phút mà thôi nhưng mà để trả lời câu hỏi này đó thì à, khi các bạn lưu chữ Bitcoin là các bạn đang sở hữu một phần của mạng lưới. Các bạn có Bitcoin trong tay thì các bạn có thể gửi Bitcoin bất cứ lúc nào. Mạng lưới không thể nào từ chối các bạn và không ai trên thế giới này có thể ngăn chặn gì đó nếu các bạn sử dụng cái ví cá nhân của mình. Cho nên các bạn đang sở hữu một phần của mạng lưới. Bitcoin đó của các bạn đó là không ai thịt thu được, không ai đóng mạng được. Và khi các bạn gửi đó, mạng lưới phải xác nhận cho các bạn. Đó là cái các bạn sở hữu. Đó là một cái loại tài sản mà các bạn có thể thật sự sở hữu. Đăng lý rồi cho các bạn xem cái video này của Ray Dalio Nhưng mà tại vì video cũng khá là dài rồi Thuận sẽ giải thích sơ bộ thôi Ray Dalio đó cũng được phỏng vấn ngày hôm nay trên CBC Và cái ông nói đến đó là không phải liên quan tới đến Bitcoin Mà ông đang nói đến là chúng ta đang chứng kiến một cái hiện tượng đó Là cái nợ công của Hoa Kỳ quá nhiều các bạn Nợ công Hoa Kỳ bây giờ đó các bạn đã thấy được là lên tới là 34,6 nghìn tỷ Đến lúc mà chúng ta đã thấy được là cái số lượng tiền lãi hàng năm đó đã rất là cao rồi Và khi mà nợ quá nhiều nhiều, tiền lãi quá nhiều sẽ dẫn đến là chính phủ Hoa Kỳ lại phải tiếp tục mượn nhiều nữa để có thể trả những cái nợ cũ và cái số lượng tiền thuế thu được trên căn bản không thể trả được cái số nợ này dẫn đến là chính phủ Hoa Kỳ phải luôn lạm phát, tiền sẽ luôn mất giá và nó đã đến một cái mức cực kỳ cao rồi các bạn, khiến cho nhiều người lo lắng và gần đây chúng ta thấy được là Jimmy Diamond và ngay cả Chủ tịch Vector John Powell cũng đã nói đến vấn đề này và chúng ta thấy được là Le Fin của BlackRock cũng đã đề cập đến là chúng ta có thể đang ở một cái mức gọi là cực kỳ nguy hiểm so với lại trước đây các bạn, tại vì cái nợ bây giờ đã quá cao rồi không cách nào thoát được hết ngoại trừ là phải tiếp tục in tiền, tiền tiếp tục mất giá, thì đây là cái lý do tại sao chúng ta thấy được là những tài sản tăng giá, ngoại trừ việc là chúng ta thấy được là có người họ mua tại vì Họ muốn kiếm lợi nhuận thì cũng có các bạn Nhưng mà khi các bạn lấy tất cả những cái đó ra khỏi tình hình bây giờ Thì các bạn sẽ thấy được là trên căn bản Tại sao mà chúng ta lại thấy được là những cái tài sản nó tăng giá Lý do đơn giản thôi Tại vì người ta không có cách nào để mà trốn khỏi lạm phát Các bạn lưu trữ đồng đô la thì lại mất giá quá nhiều Bằng cách là chúng ta có thể nhìn thấy được là vật giá leo thang Cho nên chỉ có một cách duy nhất người ta có thể bảo vệ mình mà thôi đó chính là người ta phải chấp nhận nguy hiểm cao hơn chúng ta đã không còn cái thời điểm mà khi mà về hưu đó người mỹ có thể là gửi tiền trong ngân hàng họ có thể là nhận được uh, lãi suất 5-6% phần trăm mỗi năm trong khi lạm phát chỉ có hai phần trăm gì đó mà thôi họ có thể là dùng bốn phần trăm còn lại để mà sống cái quãng đời của mình bây giờ đó họ cần phải đầu tư tại vì họ cần một tài sản mà có thể bảo vệ họ có sự tăng trưởng nhiều hơn lạm phát các bạn và đó chính là cái hiện tượng chúng ta đang nhìn thấy hiện bây giờ và không phải là chỉ riêng ở Hoa Kỳ các bạn nhìn thấy được là cả thế giới vận hành bằng cách này nợ của những quốc gia đang ngày lại càng tăng lên và tiền lại càng mất giá và chúng ta cũng thấy được là ở Cali đó thì ngày hôm nay họ đã có một cái luật mới các bạn bắt đầu áp dụng và luật này đã áp dụng cho những cái công ty mà bán đồ ăn nhanh mà lớn mà thôi có nghĩa là những cái công ty bán đồ ăn nhanh mà họ có ít nhất là 60 địa điểm ở trên quốc gia ở Hoa Kỳ thì họ phải trả lương cho nhân viên là 20 đô la mỗi một giờ thì 20 đô la mỗi một giờ đó là cao hơn trước đây các bạn trước đây đó là khoảng chừng là 16 đô la mỗi giờ mà thôi thì cái này mới đầu nghe như là nó cũng tốt cho những cái nhân viên mà bán thức ăn nhanh tại vì cái lương họ rất là thấp và bậc giá leo thang họ không thể sống được cái cuộc đời mong muốn của mình nhưng mà ngược lại đó cái này nó chỉ là hiệu ứng tạm thời mà thôi các bạn vấn đề đó là khi các bạn tăng cái mức lương của họ lên thì chúng ta sẽ thấy được nó sẽ dẫn đến những cái hiệu ứng là những cái công ty họ cũng sẽ nâng giá mặt hàng lên các bạn và để đối đầu với lại cái mức lương cao này thì ngay chính những công ty mà bán thức ăn nhanh đó, họ cũng phải tăng cái giá mặt hàng của họ lên tăng cái giá thức ăn lên các bạn để có thể bù vào cái phần này và thậm chí họ lại sa thải một phần nhân viên tại vì cái mức mà họ mới nhân viên đã cao hơn rồi khiến cho các bạn thấy được là tới cuối cùng thì cũng như vậy mà thôi người giàu lại càng giàu người mà không có tiền thì lại càng ngày càng khó khăn hơn các bạn chúng ta có thể nhìn thấy được là từ năm 2020 đó một phần trăm một phần trăm của người giàu ở nước ở Hoa Kỳ đó thì tài sản của họ đã tăng cái nhóm người đó đó tài sản của họ đã tăng 15.000 tỷ đô la các bạn tại vì sao tại vì họ có tài sản tài sản là thứ mà bảo vệ họ và tăng theo thời gian trong khi mà những người mà không có nhiều tiền đó họ không có cách nào khác các bạn họ chỉ lưu trữ tiền mặt mà thôi tại vì họ không có dư ra bao nhiêu tiền hàng tháng và tiền đó họ lại cần phải được sử dụng dẫn đến là họ là người mà phải đối đầu với lạm phát rất là nhiều các bạn tại vì họ không có tài sản để mà chống lại đó mới là cái vấn đề lớn hiện bây giờ chúng ta nói tới bịch hồi tăng trưởng chúng ta nói tới vàng đang ở cái mức cao chúng ta đang nói tới là cổ phiếu cũng đang ở mức cao tại vì sao các bạn ngoại trừ việc là chúng ta thấy được là trên thị trường có nhiều nhà đầu cơ ra thì cái căn bản đó là cái mà thường vừa chia sẻ với các bạn nó là cái điều quan trọng dẫn đến những tài sản tăng giá theo thời gian đúng là ngày này qua ngày nọ chúng ta thấy cái sự thay đổi giá cả và chúng ta đương nhiên không có gì mà tăng trưởng mãi được sẽ có những cái đợt điều chỉnh nhưng mà dài hạn đó thì mấu chốt là nằm ngay đây các bạn mấu chốt là cái mặt các nhìn trên màn hình đó chính là nợ công và chúng ta đang nói đến riêng nợ Hoa Kỳ hiện tại và lúc mình thường làm video đó thì giá cả vẫn đang ở mức là 69.000 đô nhưng mà đột ngột đã có một cái đợt giảm mạnh các bạn hiện bây giờ chúng ta thấy được là giá mức là 66.900 đô 67.000 đô và cái mức thấp đó là 65.900 đô thì tại sao thùng cũng vừa xem thông tin nhanh qua thì vẫn chưa có tin tức gì hết các bạn ngoại trừ việc là chúng ta cũng đang chứng kiến một cái đợt điều chỉnh ngày hôm nay mà thôi Chúng ta sẽ tiếp tục một số những thông tin còn lại rồi chúng ta sẽ kết thúc video này các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy được hôm nay đã cũng có thông tin là công ty Tether đã mua thêm 627 triệu đô la Bitcoin trong quý đầu tiên của năm nay các bạn và cái số lượng Bitcoin họ lưu trữ đã lên tới cái mức là 75.354 Bitcoin với cái mức tài sản của họ là 5,2 tỷ đô la đang lưu trữ bằng Bitcoin hiện tại và có nghĩa là Tether đã trở thành đơn vị lưu trữ Bitcoin nhiều thứ bảy trên thế giới các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là trên màn hình là chúng ta có rất nhiều những công ty chúng ta nói tới công ty tư nhân hay là công ty trên sàn chứng khoán lưu trữ Bitcoin hiện tại và chúng ta cũng có rất là nhiều những quỹ đầu tư cũng như là có nhiều chính phủ đang lưu trữ Bitcoin hiện tại các bạn và Tether các bạn nhìn thấy được bây giờ đã là công ty tư nhân lưu trữ Bitcoin lớn thứ ba đứng sau lưng Mar-Gox và Block One. Đương nhiên con số này đó thì uh, vẫn đang thua công ty MicroStrategy các bạn. Công ty MicroStrategy là công ty trên sàn chứng khoán nhưng mà họ lưu trữ tới 214.000 Bitcoin chúng ta có thể nhìn thấy được là cập nhật nhanh liên quan tới Bitcoin Smart ETF thì ngày hôm nay đó hiện bây giờ không lạc quan lắm các bạn chúng ta có cái số lượng bán Bitcoin bởi Rayscale đã tăng trở lên rồi các bạn thứ tư tuần vừa rồi đó họ bán khoảng chừng là 300 triệu rồi sau đó thứ năm đó, họ giảm xuống còn 104 triệu Ngày thứ sáu là Good Friday cho nên họ không có hoạt động các bạn nhưng mà ngược lại hôm nay đó cái tốc độ bán lại tăng ngược trở lại là khoảng 302 triệu thì ngay bây giờ đó tốc độ thu vào những quỹ còn lại thì không có nhiều và thậm chí các bạn thấy được là đây là lần đầu tiên thuận nghĩ chúng ta nhìn thấy được là Ark Invest thì lại có dòng tiền ra không có nhiều các bạn 0.3 triệu nghĩa là khoảng 300 ngàn mà thôi nhưng mà cũng là một trong ngày hiếm hoi chúng ta thấy là có dòng tiền ra từ quỹ ARK Invest. Bây giờ đó thì chúng ta vẫn đang âm 251 triệu. Có nghĩa là nếu như mà BlackRock không thu vào hơn con số này thì chúng ta sẽ có một ngày có dòng tiền âm ở trong uh, thị trường Bitcoin Spot ETF. Cả tuần qua là dòng tiền dương các bạn nhưng mà hôm nay ra sao đó thì khoảng chừng một hai tiếng nữa chúng ta sẽ biết và chúng ta có thể nhìn thấy được trên màn hình tốc độ bán của Rayscale thì nó không có đồng đều các bạn có lúc giảm xuống rất là thấp chứ như chúng ta nhìn thấy được là vào đầu tháng 2 chỉ có 52 triệu mà thôi và thậm chí cuối tháng 2 chỉ còn có 22 triệu nhưng mà đột ngột lại tăng ngược trở lại nhưng mà với tốc độ này thì chúng ta cũng đã nói tới là trong vòng không tới hai tháng họ sẽ bán hết tất cả bitcoin và đương nhiên trong vài tuần nữa đó thì BlackRock sẽ là quỹ lớn nhất lưu trữ bitcoin trong tất cả Bitcoin Spot ETF chúng ta cũng biết được có một công ty thì bây giờ đang lưu trữ Bitcoin Spot ETF chúng ta phải chờ cho đến khi mà báo cáo tài chính thì mới biết rõ được. Nhưng mà ít ra bây giờ chúng ta đã biết là có một cái công ty đầu tư có tên là Market Financial Services đang lưu trữ khoảng chừng 602 cổ phiếu của BlackRock không phải đi nhiều lắm các bạn nhưng mà chúng ta sẽ biết thêm khi nào mà có báo cáo tài chính thì sẽ biết được là ai thực sự đang lưu trữ Bitcoin Spot ETF hiện tại chúng ta cũng có một cái sàn giao dịch uh, crypto lớn ở Thái Lan các bạn thay thương biết đây là sàn lớn nhất gọi là Bitcup thì uh, Bitcoin Capital đó họ dự định sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm sau và họ sẽ IPO nghĩa là bán cổ phiếu lần đầu đây hiện bây giờ công ty dự kiến định giá là khoảng chừng là 6 tỷ bát nghĩa là 165 triệu đô la Nói chung đó, cái con số này không phải là nhiều lắm các bạn Nhưng mà đây là sàn chứng khoán lớn nhất thì thuận hiểu Ở Thái Lan chúng ta cũng có thông tin liên quan tới Telegram các bạn Thì Telegram đã, đã thông báo thêm thông tin Telegram đã thông báo là chủ sở hữu của các kênh công khai Có ít nhất là 1.000 người đăng ký Có thể nhận được 50% doanh thu từ quảng cáo hiển thị trên kênh của họ Thì cái này nó cũng tương tự như là ở trên Twitter các bạn Có thể là có thêm nguồn thu nhập Nhưng mà nói thật ta thuận không có nhớ là nhìn thấy nhiều quảng cáo trên Telegram Ngoài ra đó thì Telegram đang ra mắt một loại quảng cáo mới mà người dùng có có thể mua bằng đồng thân khôi thì à, lại có thêm một cách để mà sử dụng đồng thân khôi các bạn có thể dùng để mua quảng cáo telegram đã ít ra đó họ không có phải là người mà tạo ra đồng thân khôi nhưng mà họ cũng tích hợp thân khôi vào mạng lưới telegram của họ chúng ta có thông tin liên quan tới tron tron đã yêu cầu tòa án bác bỏ điều kiện của sec cho rằng là sec không có thẩm quyền đối với tài sản điện tử nước ngoài dành cho người mua nước ngoài trên các nền tảng toàn cầu thì cũng giống như những sàn giao dịch các bạn SEC năm ngoái đã kiện nói là Tron là một chứng khoán chưa đăng ký thì bây giờ đã cũng giống như là những vụ kiện kia luật sư của Tron đã gửi thư đến nói là nên bác bỏ vụ kiện này nhưng mà các bạn đã biết khả năng nó rất là thấp khi mà chúng ta nói tới là một cái đơn vị chính phủ mà kiện một ai đó đó mà quỷ bỏ thì cực kỳ thấp luôn chúng ta đã nghe nói tới gần đây đó là Coinbase cũng đã thất bại trong việc là khuyên thẩm phán quỷ bỏ vụ kiện này nhưng mà cái điều này đó cũng không có nghĩa là sẽ thu kiện các bạn chỉ có nghĩa là bây giờ là phải ra tòa mà thôi bây giờ Tron thì cũng muốn thử và Tron đã tuyên bố là các token được chào bán ICO trước đây đã hoàn toàn ở nước ngoài và không bán cho bất kỳ cư dân nào của Hoa Kỳ nhưng mà tôi nghĩ nếu như mà SEC không có thông tin không có bằng chứng thì họ cũng không có đệ đơn kiện đâu câu hỏi quan trọng hơn là tron có phải là chứng khoán hay là không Chứ còn nếu nói tới là John có bán như Hoa kiện hay không đó thì uh, các bạn thấy được là khả năng là có chứ nếu không SEC cũng không có chuyện đâu. Chúng ta sẽ biết thêm thông tin khi mà thẩm phán trả lời. Và chúng ta cũng có được một cái sự chia sẻ đến từ Sam Bumman Free. Thì đây là lần đầu tiên mà Sam phát biểu từ nhà tù sau khi bị tuyên án 25 năm. Thì uh, Sam đã nói là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những gì mình đang làm là bất hợp pháp tôi bị ám ảnh mỗi ngày bởi những gì đã mất tôi không bao giờ coi định làm tổn thương ai hoặc là lấy tiền của ai cả nói chung sau bao nhiêu chuyện thì uh, cái sự chia sẻ của Simon Free cũng giống nhau các bạn vẫn nghĩ là mình chưa có làm gì sai trái và những gì mà xảy ra thì rất đáng tiếc nhưng mà vẫn nghĩ là mình không làm gì bất hợp pháp với các bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mấy video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu nhiều đã dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link cho mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn